Trong cái video này thì chúng tôi xin quay lại một cái view, một cái góc quay có thể nói là đẹp nhất về Tam Đảo ở Vĩnh Phúc. Chúng tôi sẽ quay một vòng từ một cái vị trí đứng để quý vị có thể tham khảo cái cảnh quan cũng như là hạ tầng nhà cửa tại cái khu vực trung tâm của Tam Đảo. View này có một cái nhà hàng cà phê khá là đẹp, ba tầng. Khu vực này được bao bọc là núi rừng nên là cái cảnh quan rất là đẹp. Đa số là khách sạn. Ở đây cũng có một cái công trình khách sạn được xây dựng khá là lớn. Ngay sau lưng cái chữ Tam Đảo luôn. Chúng tôi xin kết thúc video. Mọi người muốn chiêm ngưỡng, tham quan cái cảnh đẹp thực tế của Tam Đảo thì xin đến cái nơi này rất là tuyệt vời, quang cảnh đẹp, khí hậu rất là mát mẻ. Cái đoạn video này thì chúng tôi quay trong cái lúc mà trời đang trong xanh thì mây kéo đến, nên là cái quang cảnh nó cũng khá là đẹp vì nó có nhiều cái chuyển biến khác nhau trong cùng cái khoảng thời gian rất là ngắn vào ban ngày. Cái tên Tam Đảo nó cũng được ra đời từ cái những cái hiện tượng như thế này, tức là khi mà mây kéo đến thì do ở đây có ba cái ngọn núi cao, thành thử là người nhìn bên trên mây á thì có ba cái đỉnh của ba cái ngọn núi ở bên trên mây á, giống như là ba cái đảo, thành thử là người ta gọi là Tam Đảo. Quý vị thấy không, trời đang cam xanh buổi trưa. Chúng tôi quay cái đoạn video này là vào lúc khoảng tầm 12 giờ trưa, mai kéo đến bao phủ cái vùng núi thấp và các cái tòa nhà, tạo nên một cái quang cảnh khá là lãng mạn vào giữa ban ngày.
du khách người ta đang quay phim, đang chụp hình trong lúc trời đang sáng sủa, trong xanh, thì mai kéo đến nó tạo thêm cho cái quang cảnh đã vốn dĩ rất là hùng vĩ, rất là đặc sắc, ấn tượng, lãng mạn, thêm cái sự lãng mạn, thêm cái sự đặc sắc và ấn tượng. Và những cái luồng mây kéo đến rất là hùng vĩ. Và rồi cũng trong chốc lát thôi thì mây sẽ đi, sẽ tan đi và bầu trời lại trở nên trong xanh, ánh sáng mặt trời khá là rõ. Quý vị nào cảm thấy hấp dẫn thì chúng ta sắp xếp lịch trình đi du lịch hàng năm để mà thưởng thức cái toàn cảnh đặc sắc tâm đảo tỉnh Vĩnh Phúc ở miền Bắc Việt Nam. Người xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như là quan tâm đến video này. Quý vị bấm đăng ký kênh để được chúng tôi cập nhật liên tục những video mà chúng tôi quay được tình tế